Hồi tối có đi không? Đi luôn. Hồi tối có đi hả? Ừ. Ngủ đó hay sao? Ngủ đó rồi chạy xuống nè. Người nhỏ nó đang ngủ mê không kêu nó thức dậy, rồi cha con nó dặn tay về mua được bịch cốm á. Đi anh Sơn nói gì không? Nói gì đâu mà. Nói nhỏ thôi, anh Tăng bên kia kìa. Không có chửi gì hết. Rồi sao chị qua bên nhà anh Kênh vậy? Để ý là em... chị nói là mỗi lần là chị qua bên kia là anh phải chửi hoặc là tuổi này kia mới qua bên. Có chửi không? Không có chửi hết, nó tự nhiên nó chỉ đi nữa. Anh chị ơi, có nhà anh chị? Đẩy xuống. Ồ, chào anh. Dạ. Làm gì anh sao? Dạ là... Đang làm gì á? Là coi phim. À, đang xem TV hả? Dạ. Đây, anh giảm ga xíu đi, anh em nói chuyện xíu ơi. Em đang trưa bên đó, giữa không chỉ có chuyện. Rồi rồi, giảm ga xíu, nói chuyện xíu ơi. Ủa, hôm qua em nghe nói là wifi cắt rồi mà. Mà bây giờ là các cõi người ta ngập vô cho. À, ý là wifi là mới người ta mới kết nối sáng cho hả? Cho vô. Đúng rồi, tại vì wifi xài á là mình phải đóng tiền, anh hiểu không? Mình phải đóng tiền mới người ta mở cho. À. Đặt thí dụ như là xài điện thoại hiện tại nè, thí dụ em không có nạp mạng thì chắc chắn là bên mạng Viettel họ sẽ không cho em sử dụng 4G đâu. Ví dụ anh cũng vậy, bây giờ hiện tại anh đang xem TV á là anh phải sử dụng wifi. Khi nào anh nạp tiền đóng tiền cho bên của công ty wifi mới wifi mới phát cho mình để xem TV được anh ha. À. À. Vậy đó. Rồi giờ mới sửa rồi sáng hả? Hồi sáng á. Vậy đó hả? Vậy. Wow, vậy là nhà mình có wifi xài xem TV với xài điện thoại nữa rồi. À. Cảm ơn con cảm ơn thiệt. Dạ đúng rồi, anh trả tiền thì mới người ta kết nối cho anh nè. Rồi chị đâu rồi? Chị là đi làm cỏ bên nhà nè. À, vậy đó hả? Ủa, anh tắt TV cái đi chỗ chị mình trò chuyện xíu thôi. Tắt TV đi. Trời ơi, thời nay còn xài cái tivi này còn kết nối được wifi cũng hay ha. À. Đi qua bên chị xíu rồi. À. Đây hả? Đâu rồi chị? Chị Phiên ơi. Hả? Trời ơi, trời nắng gì còn làm cỏ nữa hả? Ờ, mưa quá, bữa nay nó đực. Vậy là hôm qua mưa hả? Ngày qua mưa luôn. Dạ. Nhà nó quá. Đúng rồi, quá trời cỏ thì thắng mưa. Con kia, nó nhảy vô, bò vô. Ôi, chị em mình qua bên gốc dừa trò chuyện xíu ơi. Dạ hả? Dạ, đi, đi chị. Ôi, đang làm đã tay rồi. Thôi, làm phiền chị xíu ơi, đi qua bên gốc dừa cho nó mát chị. Vô nhà nực quá, thấy vậy tháng này mưa thiệt nhưng mà trời nó hầm quá chị ha. Ừ, hầm quá trời luôn. Hầm quá trời luôn. Wow, có trồng bên hông trồng đu đủ nữa hả? Có. À. Nó tạo queo rồi, tưới nước nó không sống. Dạ. Có trời mưa lại nó sống. Ủa chị sẵn tiện cho em hỏi bên cho xin phép ha. À, đây là màu mã là của ai vậy? Ông già chồng. À, của bên nội mấy đứa đó. Ông nội ha. Dạ. À, ông mất lâu chưa? Mười mấy năm rồi, 2008. Mười mấy năm rồi hả? Mười mấy năm rồi đó. À, hèn chứ em đang thắc mắc bữa em có vô đây quay á. Em có đi ngang em thấy mẫu mã này mà em cũng quên hỏi đi. Dạ, đây là bên chỗ nơi ăn nghỉ của ông nội ha. Ông nội có. À, dạ dạ em hiểu rồi. À, wow, đây mắc mẻ quá chị ha. Quá trời. Ồ. Oh. Cậu ấy luôn á. Dạ đúng rồi. Ở đây quá trời sạch sẽ luôn ha. Ai qua đây chơi cũng qua đây chơi hết trơn á. Ừ, ở đây mát mẻ. Nó sạch nữa. Dạ. Bởi vậy thấy bò con cọng cỏ nó bò đó. Sợ con dít con gì đó. Dạ đúng rồi. Chị nên như là mình nhà mình có bé á. Ừ. Mình nên là đừng để cỏ đồ xung quanh nhà, phải làm sạch sẽ thì tháng này tháng mưa. Đúng nhất là rít nè. Ừ, con rít ấy bò cạp á. Ừ. Ui, đó với bò cạp đồ này kia. Nó bò vô á. Đúng rồi. Nó vô mùng luôn đó. Thí dụ như rít với bò cạp á, còn mình người lớn mình còn có cái sức chịu đựng được. Nếu không có chích thì mình không sao, còn như em bé như là kiện nè. Như có su su qua chơi này kia đó, sợ mấy con này con kia đó. Ồ, nói chung là nít là nó không có được. Em phải làm sạch sẽ thì vô đó ok ha. Yeah. Ủa Kiền đâu rồi? Kiền trong nhà thấy vậy á. Kêu Kiền coi ngày hôm nay em đi em có mua trà sữa, sữa su su với Kiền. Kiền ơi. Chú lại gọi trà sữa. Còn Kiền đâu rồi? Quá. Wow. Đang làm gì vậy con? Đang trong nhà làm gì? Xem điện thoại hả? Đây nè, chú nói nghe này.
đừng xem điện thoại quá, trời ơi tướng ốm nhôm nhách, xem điện thoại quá riết là nó teo lại luôn á. Đây nè chú, có mua ăn được cái gói mì à, chú có mua trà sữa theo nè. Rồi đây nè, có su su nữa, vừa su su có nhà không hả? Hồi xíu đưa trà sữa này cho su su luôn ha. Để chú hỏi nè, hồi đó giờ có từng ăn trà sữa chưa? Có ăn rồi nhưng mà lâu lâu mới ăn đúng không? Tại đi ra phố là chị đúng không chị? Đi ra phố xa mà. Từng lễ nó đòi ăn một bịch có 10.000 à. Đây này là, đây là trà sữa là đặc biệt luôn á. Chú mua trong cái quán này, quán quen ha, đặc biệt luôn á. Rồi đưa cho em gái một ly ha. Ha. Đi đi. Đi đi. Hôm nay thì chồng nhỏ có qua không chị? Chưa có nữa. Bữa nay không qua hả? Không có qua, giờ này không. Ở bữa nay không kéo đất hay sao? Giờ tiền không có, điện thoại không có vô. Biết anh ở bển làm gì đúng không? Vô điện thoại cái có mà điện lại tiền à. À. Rồi đất bên không thì tới đâu rồi? Có làm xong chưa? Bữa nay có làm không? Đất hả? Ừ. Trời mưa quá, tính chiều nay đi ra làm chút đi. Tại vì nói chung là tháng này tháng mưa nè. À, đúng rồi. Rồi giờ nó tháng hàng mình còn đẩy như xe rùa này kia còn đẩy được. Đẩy xe rùa không á. Ái giác thì giác, để trong bao ái giác thì giác. Vậy là bữa nay là mình không làm được ha. Cái sáng giờ mưa hay sao? Ở bên nữa còn cái vụ wifi hôm qua là sao vậy? Ờ ngày hôm qua biết sao không? Tôi điện hỏi chị hỏi nó, ủa chú sao mà nhà nước có hợp đồng 3 năm rồi chứ được mấy tháng đó, bây giờ chắc hồi nào tôi không hay đó, chắc 8-9 giờ tối thế gì á nói. Yeah. Ừ. Tại vì hồi đó nói chị còn hộ nghèo. Bây giờ người ta nói chị cái gì đó tôi không biết nữa. Bây giờ cắt mà hợp đồng rồi. Chị nói là em hiểu rồi đó. Ừ. Nếu mà liền xài thì đóng tiền. Thì chắc chắn rồi. Rồi 170.000 trời ơi, tiền đâu mà tôi ói được bây giờ trời ơi. Rồi tôi nói vậy thôi, bây giờ thông cảm đi. Tôi được 380.000 lấy đỡ chừng 2-3 bữa thì chú qua đi lấy thêm nữa đó. Ừ. Ủa lần sau là nó lấy đúc 3 tháng hay sao? Lấy đúc luôn rồi, tiền đâu mà liền cho chẳng. À, ý là họ nói á. Đúng không chị? Ý là họ nói nếu mà đóng đủ 3 tháng mới họ là kết nối cho đúng không? Ừ đúng rồi. Còn giờ là hồi nãy là 380.000 gửi đi. Gửi cho chừng 11 nữa chú hả lợi nghe không? 100 mấy? 1 tháng 100 mấy? 170.000. 170. Sau này á nếu mà gắn vô là ổng lấy có 105.000 à. Ờ, ý là sau này người ta thu 105.000 thôi ha. 105.000. Dạ. Đó là 170. Thì hôm qua nghe chị nói là wifi bị cắt. Hồi nãy em đi vô cái thấy anh Sơ đang xem phim nè. Không hỏi anh Sơ. Mới gắn vô cỡ 9 giờ mấy á. Vậy đó hả? Đúng rồi. À, là mới được á. Họ vô kết nối cho ha. Nó chơi à. Rồi bữa nay là anh Khương không qua ha? Không có qua, không biết á, không kêu. Chắc thấy là sáng rồi mưa hay sao chứ nha. À. Hồi điện á. Vậy hả? Sáng giờ không qua luôn hả? Thế từ sáng rồi tối đi ngủ kia mà mới lại hồi sáng. Dạ. Vậy đó rồi. Thì bữa em cũng có qua bên cập nhật nhà của anh Kên. Chắc nhỏ lại tới nhà ảnh về luôn đó. Tại vì tôi về trước bọn nhỏ đang ngủ, nó còn ngủ, tôi không kêu nó lại. Nói chung là bữa em có cập nhật nhà anh Kên đó. Hả? Bữa em có cập nhật nhà anh Kên rồi. Có giờ em có thấy rồi, bữa ảnh có nói là nhà uống nước ngập nước này kia. Ừ có. Chứ không phải là em đeo qua cập nhật để này thế kia, tại muốn cập nhật để coi như ảnh có nói thật hay là nói dối này kia thôi. Ừ, để không? Đúng là đi thực tế là như vậy. Thế mà chị tới giờ bây giờ trưa đó trời mưa chừng nào ngập á, ngang đây nè. Đây nghe chút. Cái này là ngập hồi xưa giờ hay sao? Ừ, hồi xưa giờ luôn á. Vậy đó hả? Wow. Không phải bây giờ. Không, nói chung thấy nhà cũng rất là khang trang rồi. Nhà rất là khang trang. Ừ. Nhưng có cái là anh không có săn sóc như mấy cái đòn tay này kia rồi. Tôn này kia nó bị lủng. Đúng rồi. Ừ, tôn bị lủng rồi nó nhiều nước đùm la trên gạch này kia đó. Ừ. Đó. Tại vì chị đi lúc đó trời mưa cho mình thấy mình lao mình chùi. Ngày trời nắng mình về đây mình biết cái đâu mà nó giọt. Vậy đó. À, ý là lúc trước là trời nắng. Ừ. Ủa vậy hôm gãy giờ là chị không qua bển hay sao? Đi, cũng đi nè, đi mới về đó. Hồi tối có đi không? Đi luôn. Hồi tối có đi hả? Ừ. Ngủ đó hay sao? Ngủ đó rồi dậy sớm nè. Người nhỏ nó đang ngủ mê không kêu nó thức dậy, rồi cha con nó dặn tay về mua được một bịch cốm á. Đi anh Sơ nói gì không? Nói gì đâu. Nói nhỏ thôi, anh đang bên kia kìa. Nó đang lụng tỏa.
đi đi hồi tối là sáng lên thì có cứng lộn nhau không? Không có hả? Ý là đi có xin phép không? Không, sẽ nói chút xíu đi qua bển là đi rồi nhau. À, đi là đi là cũng phải nói một tiếng đúng không? Là đi đâu đi. Nói vậy luôn đi hả? Đi thiệt á. Vì ông thương đi đi. Rồi đi mình thiệt. Rồi mình đi như vậy là có hàng xóm mà ta có nói gì không? Thì nói gì nói mẹ bà nói đấy thì lâu lắm rồi đâu phải bây giờ đâu. À, ý là hàng xóm đây người ta cũng thấy rồi đúng không? Thấy như là bà con trong xóm vậy đó. Ừ, người ta cũng thấy người ta cũng đã biết. Cái này kia rồi. Ừ. Tại bữa em có qua nhà anh Kinh ghi hình, cũng có bà con ở đó, người ta cũng có qua dòm ngó này kia, người ta cũng có nói này kia. À, thì nói chung thì cái đây là cảnh mình thực tế thì mình có sao mình đăng lên vậy thôi, chứ mình đâu có vô giếm gì đúng không? Anh Sao qua đây hỏi xíu anh Sao. Qua đây hỏi xíu ơi. Hôm qua chửi chị sao mà chị qua tới nhà anh Kinh vậy? Hôm qua có chửi chị gì không mà chị phải qua nhà của anh Kinh vậy? Wow, ngồi xuống rồi hả? Không có chửi gì hết. Rồi sao chị qua bên nhà anh Kinh vậy? Để ý là chị nói là mỗi lần là chị qua bên kia là anh phải chửi hoặc là đuổi người kia mới qua bển. Có chửi không? Không có chửi hết, nó tự nhiên chỉ đi ơn. À, đi là có nói với anh hăng. Ừ. Đi là có nói với anh là chị qua bển. Ừ. Rồi anh cũng cho đi luôn. Cho đi, không có gì hết. Thấy anh sợ. Rồi sáng giờ làm gì nè, trời mưa không có làm gì đúng không? Làm có làm chút chút bên ruộng mướn, ta mướn đi làm chút chút. Ủa là ruộng em nói là ruộng đây là ruộng của em ruột. Em ruột ha. Cũng làm thì bả cho chút định gì kia đó hả? Đến, cho tiền cốc quê pháo gì đó. À. Để mượn ta kêu. Dạ. Nè em nói nhỏ nghe nè. Khi mà chị qua bển bên nhà anh Kinh anh có giận không? Không đâu. Chắc không nghe. Không thiệt. Thiệt không? Em tôi là tôi không giận đâu. Thiệt nha. Em đừng có giấu á. Ông là cũng là em ruột tôi mà. Vậy đó hả? Bởi hôm qua có cứng lộn gì không sao mà chị qua bển vậy? Không có gì hết. Có không? Không. Bữa nghe chị nó chia sẻ mỗi lần là qua nhà anh Kinh là phải có cử lộn gì mới qua chứ. Mà tôi là ngủ là hai đứa con bên đó là đi ngủ bên em chị. À, về hồi tối lại là Kiện có đi theo hả chị? À, Kiện có đi. À, Kiện có đi theo hả? Mình vô tăng môi. nhìn anh Sơ đó. Cái gì đó anh Sơ là bình thường thôi mà. Rồi nói chung là không có gì hết. Hả chị? Anh Sơ. Lâm Sơ. Bây giờ là người ta cũng mới cày nhưng mà người ta có chưa có mướn đắp bờ đắp gì hả? Mà bây giờ là máy đắp hả? Đúng rồi, máy đắp á. Ôi giời, máy đắp giờ nói chung là cuốc này kia là mình đem lên hết trơn luôn hả? Cuốc bây giờ là khô hết trơn hả? Khô hết trơn rồi. Chừng nào người ta mướn ở đào mà mướn nước đào mướn đường nước đường gì đó mình đi mướn. Ê, còn bây giờ là máy đắp nè, đắp bằng máy không hả? Bây giờ nói chung cũng ở đây cũng có máy xịt thuốc luôn đó nè. Bây giờ nói chung là thay bộ giờ nó tiên tiến hết trơn rồi, thay đổi hết trơn rồi. Bây giờ là muốn hết chuyện làm rồi. Thì nó theo ông biết á, hồi xưa làm đi ruộng còn vui á, còn đông á, còn bây giờ đi ruộng giờ sợ ma luôn hả? Ừ. Thế đâu có người nữa đâu. Ừ. Chỉ có một người đi ra đại diện lấy cái bao ra thôi. Rồi xong máy nó tự phóng, nó tự dắt lên rồi xong cân, có lính cân sách, chỉ đếm tiền vậy thôi. Bây giờ hồi đó là có mình ta mướn đắp bở có tiền. Dạ. Bây giờ là máy không hả? Trời đây mát mẻ quá. Quá trời mát mẻ luôn. Ủa cây này cây gì vậy chị? Cây thấy nó là ô môi hả? Cây ô môi. Ồ. Cây này ăn trái được không? Cây này ăn trái được không? Ăn được. Vậy đó hả? Trái đó nè. Vậy đó hả? Ừ. À, đây là cây ô môi. Trái ô môi hả? Ừ. Ăn nó thơm á. Ăn thơm thơm á. Vậy đó hả? Cái này nó thối rồi mình đem ra cho cái trái dạ. Gì đó. Nếu mà trái bự, cũng bự luôn dạ. Rồi mình phơi cho nó chắc nắng, thật chắc nắng rồi mình cắt ra như vậy nè. Dạ. Kẻ ra ăn rồi nó ngọt á. Đi ngâm, dạ. Đặt ví dụ ngâm rượu như là nó ra màu như là nước mắm vậy đó. À, màu nó đen đen hả? Nó nói bổ huyết lưng gì đó.
Dạ, ô môi, cái ô môi ha. Ô môi á. Em nói nghe nè chị, cái cỏ xung quanh vậy nè, mình nên phát cho nó sạch sẽ đi. Dạ, phát cho sạch sẽ chứ đi. Còn cây này cái gì, cây bông gì? Cây bông trang. Bông trang đúng rồi. Chị nên phát cho nó sạch sẽ đi. Phát mà không có được phát, trời mưa quá trời mới được nắng tốt tiếng rồi. Đó, tại vì mình ở đây là mình chỉ là ở là giữa đồng luôn nên mà mấy đứa nó khác rồi, dạ. Cái cỏ này kia là phát tháng mưa nó nhanh lắm. Thì đó. Em chỉ sợ gì đâu, sợ rắn rít này kia là mấy đứa nhỏ nè. Sợ mấy đứa nhỏ nó không biết qua đây chơi á, đứa nhỏ nó hay thích qua chỗ mát mát chơi, nguy hiểm cho mấy nhỏ. Ha. Phát nó sạch sẽ đi. Nằm ở đây không á. Ủa nhà nó có nuôi gà nó vịt không? Là xung quanh ta làm ruộng mình sợ nó phá hay sao? Không có nuôi. Bởi vậy mình sợ người ta làm ruộng, sợ làm ruộng người ta lại ra chứ mình khó nghe. Người ta làm ruộng, người ta muốn cần có lúa, mình nuôi vịt nuôi gà đi phá của người ta, người ta ra lại mình cũng buồn phải không? Tại vậy mà theo thoát khỏi có con nào luôn. Mà theo em nhìn nè, quan điểm nhìn ở đây nó sân nó rộng rãi nè, nó mát mẻ này kia, hay cái này phải mua lưới đồ này kia mình giăng xung quanh rồi mình thả gà giường này kia ha, rất là ngon luôn ha. Mấy đứa nó muốn ăn cơm là có bạn bè gì ta lấy cái bàn nó chạy dạ sĩ với thanh niên vậy đó. Con cháu em nhớ mấy cái mùa mà đầu mùa vậy á, thường thường là người ta có mướn đi lên như là đắp bờ nè, hai nữa ban đất chỗ nào mà thấp đất mô đất này kia còn giờ hết ha, có nó cày đúng lá chứ. Bởi vậy đây con có chị ở đây Bình Dương á, đứa nào cũng đi hết trơn mà thất nghiệp năm nào cũng đi hết trơn, được cái vài tháng cái gì vài tháng cái gì vừa về đây đó, không phải ở không đâu, ai kêu kéo tôm nè, đi kéo nè hai ba bữa ngày được nhiêu thì nói là ngày 5 tấn cũng 200, tấn rưỡi cũng 200, cũng như là đi ăn ngày nó có gì đó. Ủa tính ra dưới quê mình làm rẻ quá, 200 ngàn tới lau dung lận á. Ôi, tiền xăng không hết rồi. Tiền xăng với tiền cà phê cà pháo là gần hết 200 ngàn. Có được làm mỗi ngày không vậy? 2-3 ngày mới làm được ngày vậy đó. Tại em qua đây mà cũng không có gặp mấy đứa. Dạ. Nó đi đào chuột đi này kia nọ làm bậy bạ vậy đó, bán được tiền mắm muối vậy đó. Ở đây cũng có đi kiếm chuột này kia ha. Rồi chuột này tháng này nó ngộ nữa nè, tháng này là có nè. Dạ. Nếu mà tháng mình trả lúa rồi người ta để thuốc đó, cho nó ăn chết đừng cho xuống ấy nó phá hả? Ô kiếm không có đâu. Đúng rồi, cái tháng mà người ta xả xong là tháng xả là nó lên bờ hết rồi. Hàng nó sâu ha. Đi mấy sông vậy nè. Rồi bên đây mấy sông vậy thấy hang rồi mình ta đào á, đào được á. Thật khổ lắm. Tại vì Bình Dương mình dân con nó đây làm không có vô bảo hiểm, tại vì nó mấy đứa nó không biết chữ á. Trời ơi, vậy mấy đứa nhỏ là không, mấy không thằng thanh niên là không biết chữ luôn hả? Con của chị hết 6 đứa này, chị Út Kiền nó chưa nhập trường đó. Thế sau đó là không cho mấy đứa đi học? Hồi xưa đó là cho nó đi học rồi nó thấy sợ thầy giáo cô giáo quánh nó lần nó chạy xuống đi. Rồi nó học được lớp 1, lớp 2 rồi đợt còn đâu mà nhớ chữ. Vì bởi vậy làm hồ sơ đâu có được. Dạ. Nó nạp bằng giấy chứng minh không hả? Như vậy đó. Làm tập vụ, làm thời vụ. Rồi đâu có được bảo hiểm đâu. Người năm nó mấy tháng giọt về quê, ai mướn về làm mấy là vô người ta cuốn rồi á. Cũng nó đi giá. Ngày 180 ngàn. Nó có ghe vô nhiều thì không có được 200, 150. Rồi 120, 80 ngàn cũng có. Ôi mấy đứa, ba đứa nó lớn tuổi hết chưa? Nhiêu tuổi rồi? Thằng Út lớn thì nó 18 tuổi rồi. 18. Rồi thằng kia nó 27, 28. 27, 28 mà chưa có gia đình luôn hả? 51, 51 á. Chưa có gia đình luôn hả? Còn ba đứa nó chưa có gia đình, còn hai đứa nó có chồng, có vợ rồi. Ôi lỡ thấy bấp bênh như vậy rồi, có hỏi mấy đứa đó, dù lấy vợ sao có tiền đâu để chung người ta. Nói gì luôn, nói con ơi, mạnh ai mà làm là có tiền cưới vợ, còn mẹ này tuổi lớn hết rồi. Thôi mẹ không có ra tiền cưới con đâu. Con đi làm mới ra tiền. Mẹ đi làm đâu mà có tiền 20-30 triệu cưới con ta. Bởi nó đẻ gái nhiều còn có lời. Người đẻ ta là toàn cho tiền đó không. Tôi hỏi thiệt là có qua nhà anh Kênh đúng không hả? Có. Vậy đó hả? Thì qua đó là có nấu nướng ăn không? Không. Bữa em thấy nè chị nè, có gì chị cũng sắp xếp cho anh Kênh như là mua gia vị này kia cũng ít để đó đó. Rồi
chuẩn bị cho anh sẵn này kia làm rồi, kêu anh ở có mình nè, thấy cũng tội, bữa em có qua thăm thấy nó tội. Nói chung là nhà cũng khang trang thiệt, nhà thì bữa anh chia sẻ nó là nhà thì của ông già bà già xưa làm cho thôi. Ừ. Chứ còn giờ thì ảnh cũng ở mình thấy cũng tội lắm. Nhìn nói thấy, chung là thật thấy, thấy tội thiệt. Hai bên vậy đó, ừ. Bây giờ mới được thỏa thuận vậy thì cũng mừng rồi đó. Ừ. Đi lên đi xuống nó hơi gấp gấp một chút. À. Rồi đó lâu lâu một lần, lâu lâu một lần. Rồi đó là còn lén lút ha. Lén lút. Dạ. Bây giờ số phận chị là tới đâu hay tới đó, bây giờ là chị không mắc cỡ ai đâu. Nếu mình giấu người ta bây giờ người ta cũng nói xấu mình à. Chắc hồi xưa là bên anh xưa cũng căng lắm anh trong căng phải. Lắm. Tại vì em cũng có cập nhật em thấy thế như vậy thôi chứ câu chuyện nhà chưa có thật chất là chưa không phải là dễ dàng như là mình kể đâu. Chắc chị, xưa. Cái người mình làm quái không phải là chị làm quái, nếu mà chị ngoài tình bên người khác cũng không sướng phải không? Để cho ổng thấy chi. Rồi cái này duyên nợ là sao, cho người ta thanh niên rồi mình gặp anh người ta, yeah. Rồi có con, rồi có cháu nữa, rồi có dâu, ở có dâu có lễ hết, lễ nào mà chị xứng đáng nào mà lấy chị. Đó, giờ bên đó người ta có mắc nợ với mình nữa, tại biết làm sao, người ta còn thanh niên. Đúng rồi. Đó, trời sắp cho đó, không phải là mình muốn nói gì thì nói, không phải đâu. Dạ. Yeah. Vậy chị có thể chia sẻ sơ như là tính tình của hai anh như thế nào, anh sơ là tính tình như thế nào? Tính tình của anh sơ như thế nào? Cũng bình thường. Ý là anh nóng lên là anh nóng lên, anh có từng đánh đập gì không? Ồ, hồi đó hả, cũng có lắm luôn, còn mấy năm nay thì thấy ít rồi nè. À. Tại vì ổng... Ôi, hồi xưa là anh cũng nhậu lầy lội hay sao? Có. Bây giờ là bớt hả? Bớt rồi. À. Rồi chị chửi bơi ra, chị không ơi, chị chịu không nổi luôn, mà đành không đành bỏ được. Đi theo con đi Bình Dương, đi Vũng Tàu, đi coi đi cháu, đi này kia nọ, đi theo con vậy đó. Rồi còn anh Kên, anh Kên là tính tình sao? Ừ, ở nhà cũng ôm bụng rồi điện cho chị ngày 4-5 phút vậy đó. Dạ. Còn anh Kên? Về nhà hoài vậy. Anh Kên là tính tình sao? Tính tình là hả? Cũng nhẹ, nhẹ nhỏ lắm. Nhẹ nhỏ. Ừ. Mà cũng hơi ghen mà, đúng không? Mà hơi ghen chút. Ghen không, ghen không? Ghen. Ghen hả? Rồi nếu mà ông này nếu mà mát lên là hơn ông lớn nữa. Anh lớn nữa đó. À. Đừng cho mát. Thì có khi mà chị nói chuyện với người đàn ông khác, như mình đi ra ngoài gặp ông khác mình nói chuyện này kia rồi anh Kên thấy anh có ghen không? Không có đâu, không có từng đi đâu mà ai nói chuyện chung với chị không có. À. Chỗ nào thấy chị em anh em không à? Đặt thí dụ thôi, đặt thí dụ thôi. Đặt thí dụ mà chị không có đi đâu, nếu mà đi đâu mà có ổng không à? Vậy đó hả? Ừ, có ảnh lớn, có ảnh nhỏ luôn. Ừ. Đó. Đi đám ma hoặc là đi đám ở đâu đâu, đi dục kê cậy lưng gánh hát gì đó. Ừ. Cũng đi với ông luôn á. À vậy đó hả? Mà mới đi dục bóng bóng rồi chị cái cách kia mà cái gì mà cái đó. À cái trúng thưởng ha. Ừ, cái đồ trúng thưởng ha. À 40-50 lon gì đó. À. Cũng hên á. Ừ, có từng nào mình ba người mà đi chung không? Đi luôn á. Có không? Có luôn. Có hả? Người dắt con rồi ai cổng nhỏ thì cổng. Vậy đó hả? Không cổng cho nhỏ đi. Ông điện với cháu gửi mua bánh gửi gì đó. Nói chung là trong xóm thì người ta cũng biết là câu chuyện của chị như đúng vậy rồi. Nhưng mà mình đi ra ngoài mà người ta cũng tưởng đâu là chị với em cũng chắc bình thường ha. Thấy đi ba người sẽ tưởng đâu là đi gia đình chơi. Trời ơi, rất là ly kỳ. Người ta nói vậy cũng vui quá. Chứ không vui vậy, cái duyên của mình, cái nợ của mình à. Nếu mà người khác rồi ai mà chuyển vậy. Dạ. Tôi bỏ ông lớn biết mấy lần mà đi... Đang hướng đành mà ngờ đâu mà trả lời ông nhỏ. Dạ. Ủa, thấy xung quanh này nói chung là cũng đất đai cũng thấy cũng rộng ha. Ừ, rộng. Thì nói thiệt như là đất này đất của ai chị? Đất của nhỏ em. À, của em đó hả? Tại vì ông nội bà nội chia người công đất. Ở vậy đó hả? Nền nhà. Ờ, nãy giờ em tưởng đâu là xung quanh đây là đất đất của nhà chứ. Bây giờ chị cắt hết rồi đó. Chỉ là chia một người một nền thôi. Người ruộng ai chị rồi đó con nhỏ nhỏ. Sao mình có một nền ở bên đi bán hết trơn ngày cặp cố bán hết rồi. Sao mình có một cái nền đang đổ đất đó là nền của ai? Cái nền đìa của nhà đó. À cái đó là đìa. Nuôi gì không được. Thấy có con cháu sợ nó xuống đìa này kia nọ. Dạ. Cố gắng hai ông người vừa con luôn nó lắp. Đang lắp mà chưa xong. Lắp mà chưa có xong. Ngày nào cũng lắp bây giờ tháng này. Trời mới lợi thiệt luôn, bây giờ kéo xuống bùa đâu, đi ngoài vườn đâu có được đâu. Dạ. Người ta ấy hết trơn, người ta bừa đó. Em hỏi như là xung quanh nhà của anh Kên đó cũng là bà con của anh Kên với anh Sơ hết trơn hả? Xung quanh đó, xung quanh nhà. Ừ, xung quanh đó. Cũng là bà con. Bà dì Úc á. Mà bên đó có nói gì về chị không?
Thì nói gì đó, nói không nghe. Nói sau lưng á, ai mà đi ngang rồi hỏi chuyện này chuyện kia không có. Thì chắc người ta cũng đã biết là chị biết. Cũng trời sao không biết được. Đi đâu dốc là không khỏi ta cũng biết. Dạ đúng rồi. Làm thẳng thấy thẳng, làm ẻo thấy ẻo à. Dạ. Cái này chuyện tình của mình mà. Thì hôm qua thì em cũng nghe anh Kênh chia sẻ đó, anh Kênh nói thấy buồn buồn, anh ấy hỏi anh Kênh có gì buồn không. Anh Kênh nói là thì khi mà đăng video clip lên có người nói này kia thấy ảnh đó, thấy anh cũng buồn buồn. Mà cuối cùng anh nói thôi kệ thì người ta nói vậy nói đúng không? Ừ. Thì em có muốn hỏi này nè, như là thấy đứa nhỏ thôi, rất là tội cho đứa nhỏ. Còn hằng ngày nó có hỏi gì không? Thấy qua đây quay phim này kia nó có từng hỏi là mẹ. Vậy hả? Thấy cũng rất là tội. Thấy nhỏ thấy mẹ nó cũng cười cười vui vui. Vậy hả? Con bây giờ mẹ cũng đã dậy rồi, mẹ nói biết không nổi đâu. Bây giờ mình mẹ lên vậy luôn đó, chạy cho mẹ đi lên đi xuống. À. Đi quan tâm chú mày như là của mẹ vậy đó. Vậy tất nhiên là 7-8 năm trước là chị cũng chưa từng ý là chưa từng công khai đúng không? Đúng rồi. Cho dù người ta cũng đã biết rồi nhưng mà dặn chị cũng là dặn cho mình đăng là chối vậy đúng không? Đúng. Đăng là núp là mình chối, còn bây giờ là đưa lên mạng xã hội là cái này là chị cũng sẵn tiện là muốn công khai luôn để cho nó dễ luôn ha. Mục đích là mình như vậy luôn á. Và sẵn tiện là mình công khai luôn cho nó dễ khi lên xuống. Tôm nước thì mua rau cái gì cũng nấu ăn rồi xong ra đây. Dạ. Thì nếu ông Kênh qua đây thì qua đi với hai người với một đứa con. Dạ. Cầm bịch nước đá rồi hoặc là ổng mua lít rượu gì đó. Dạ. Lại uống với anh em mà lâu lâu vậy lần á. À. Không có mỗi ngày đâu, nói chung. Dạ. Nói thiệt luôn. Cứ vui vậy đó chợ, đừng có ảnh buồn này kia nọ, ai dạ, cũng dạ. Lắm. Dạ. Nói chung không có khắc khẩu đâu. Nói chung là em đi nãy á thì em có đem theo cái khô này là khô thịt heo nha, đó là khô thịt heo, không phải là ăn thừa hoặc là dư nha, tại vì cái đồ này cũng rất là quý, tại có chị em ở bên có làm bên trại heo á, làm bên trại heo rồi bà chị cũng làm bên bếp á, rồi như thịt đó chị lóc ra, thái mỏng ra, rồi chị ướp gia vị, rồi chị có gửi về cũng rất nhiều. Mà em hồi nãy xớt hết một mớ cũng hơn ký á, để cho chị nè, khi mình ở đây cũng ăn cá hoặc ăn này kia ngán á, có khô này nè, ngon lắm, mềm nó ngon nữa. Gửi cho chị đó hả? Gửi cho chị. Cô mới chia sẻ chị mới hay đó hả? Dạ dạ. Đây nè chị. Đi đó hả? Đây là. Giỏi người ta, chị cảm ơn rồi, thịt khô. Khô thịt heo á, ngon á. Trời ơi, bật ơi. Khô tưởng làm ngon mà. Người quay tóc có tình thương bến thương với chị, còn em cũng gửi cho em gửi sao tại mình đến đây tại đây thấy mình vùng sâu vùng xa nè rồi chị, bởi vậy thấy tội nghiệp chị, biết ai mà thương chị nữa đây. Không coi thịt nè, cái này thương kỹ à, thương kỹ á, tại khô này khô cũng mới làm cũng mới gửi về thôi, ép mỏng mỏng. Dạ, ép mỏng vậy ha. Em gửi cho chị để như là ăn cơm này kia đó, mình có ngọt ngọt mặn mặn cây cây nè. Để mình dùng hàng ngày đi, khi mình ăn cá rồi ốc rồi kia mình ngán, mình có này thay thế này kia đó. Rồi dễ vậy ha. Rồi em đến thăm chị đến đây thôi. Em cũng xin phép về luôn hả chị ha. Chung giờ cũng gần chiều chiều em cũng ở xa nữa hả chị ha. Rồi cảm ơn nha. Rồi chúc em vui vẻ nha. Rồi xin chào quý vị và khán giả, hẹn gặp lại quý vị và khán giả trong video tiếp theo nha.